Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hunter Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ nhận một cái món quà khá là đặc biệt đến từ Dragon City. Ở đây thì 20 Orbit gió nha các bạn. Mình mới lượm xong. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đến với coi có cái gì thú vị không nha. À, mình để mình xem coi cái con Orbit gió này của mình đã được một con chưa nhỉ. À, nếu như mà được 100 mảnh thì anh em mình sẽ ghép ra được một con nha. Mình sẽ vào đây mình thăm hỏi nó. Rồi. Đâu rồi ta? Con Orbit gió hay Legend? Orbit gió thuộc dạng Legend. Bé yêu nằm đâu rồi? Oh my god, cái gì đâu mà mới có 20 à. Ca này có bộ gắt dữ. Không biết chừng nào mới đủ mạnh để ghép đây. Rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với để mình tính toán xem. Chúng ta sẽ vào chơi cái sự kiện này nha các bạn. Wow, hiện tại mình đang có được 470 điểm. Và để mình ra ngoài mình... Rồi, như vậy là sau khi thu hoạch thì anh em mình sẽ có khoảng 1000 điểm để có thể chơi cái sự kiện này luôn. Bắt đầu thôi nào. À quên nữa, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ quá. Làm nhiệm vụ của cái này là lấy được Mithy nha mọi người. Ở đây là Mithy và hai con Legion Daisy luôn. Đó, anh em mình còn phải làm nhiệm vụ đủ các kiểu luôn á. Hai trận trong khu vực List nha, và một trận trong West và Lai Rồng. Rồi, anh em mình hiện tại đang có 94 điểm luôn nè. Là các bạn biết mình làm nhiệm vụ rất là nhiệt tình luôn á. Rồi, hai con rồng yêu nhau nè. Bé này nữa nè. Chỗ ấp trứng của chúng ta hiện tại đã bị full rồi, cho nên mình cũng phải bán bớt đi những cái bé. Một em, hai em. Wow. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tới cái khu vực này. Ở hòn đảo Lai này các bạn có thể lai ra được con đẳng cấp E. Con này là nghe nó mới nè. Đó, bé này là nghe giang hồ đồng đại là mới lắm luôn đó. Em này thì là đẳng cấp VR. Ngon cơm. Và không quên nhận thêm một viên game đến từ cái tựa game này để anh em mình có thêm game mà có thể đi chiến nha. Rồi, hiện tại thì sự kiện này khá là ngon cho nên mình sẽ quậy nó một chút xíu. Ui cha cha, một ngôi sao năm cánh đã dành cho team của mình nữa rồi. Bây giờ mình cần phải khóm hả? Theo cái sự tính toán của mình thì khóm ở đây không có nhiều lắm. Ui cha, cái này mà rớt bậy một cái là coi như mất cái. Hiện tại thì những quả chuối ở đây hơi bị nhiều các bạn ơi. Mình hốt hết những quả chuối nha. Trên bản đồ chuối quá chừng chuối luôn. Rồi, và sau đây thì chúng ta sẽ có một đường đứng lên. Ở đây thì có thêm một đường đứng nữa. Đó, cho nó nổ rồi là thoải mái luôn. Một ngôi sao năm cánh mình sẽ được xuất hiện ngay sau đây. Lạng qua một cái. Đó, tuyệt vời. Và đây là những quả nho, chúng ta cần những quả khóm à. Ôi cha. Ây cha, ngon dữ. Rớt xuống nhẹ và một ngôi sao năm cánh nó sẽ được xuất hiện ngay sau đây. Mở rừng nữa hả? Tốc độ rồi nào, 10 viên game các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ lạng qua bên đây một cái. Một ngôi sao năm cánh nữa. Mình muốn tới một ngôi sao năm cánh nữa luôn. Ở đây thì mình cần phải có một cái đây, quả nho xuống đây. Ui trời, quả nho này xuống lố quá rồi. Nó lố quá mức cho phép các bạn à. À, đây rồi. Cơ hội, lần này chúng ta có được 3 ngôi sao năm cánh dồn vô một chỗ luôn, căng dễ sợ chưa. Lúc đó thì không có, lúc đó thì có quái chừng các bạn ơi. Rồi, phải xử lý nhẹ nhàng nha. Và để mình xem trên bản đồ hiện tại có cái gì nhiều nha các bạn. À, lá, chuối. Lá đi ha, lá mình thấy có nhiều lá nè. Đẩy luôn. Bum. Và bây giờ sẽ tới khóm nha. Hiện tại là mình thấy khóm quá chừng khóm luôn nè. Bum. Ui cha. Và bây giờ mình đang phát hiện đó chính là có rất là nhiều bông hả ta. Tính ra bông này cũng chưa có phải là nhiều lắm ha. Rồi, chúng ta sẽ nổ một đường ngang đây nè. Wow, bông với chuối rồi. Bông thấy khá nhiều cho nên mình sẽ hốt hết bông luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn. Trời ơi, nó nổ mà nhìn thấy mê ly luôn. Rồi, một đường ngang. Ôi chà, mình đã được thêm 1000 điểm rồi.
Quá tuyệt vời ông mặt trời. Và một ngôi sao năm cánh nữa sẽ được xuất hiện. No. Oh my god. Mình thấy rõ ràng một ngôi sao năm cánh trước mắt luôn, nhưng mà không bấm được. Lên level 3 mất tiêu rồi. Không lẽ bây giờ bắt đền cái game này chứ. Và các bạn ơi, sau một hồi quậy trong cái sự kiện này thì anh em mình sẽ ra để thay đổi bầu không khí này một chút xíu nha. Trên hòn đảo nhỏ bé của mình hiện tại thì như thế nào rồi, để mình vào mình chăm sóc nó một chút nè. Ở đây thì chúng ta sẽ đi thu hoạch khoáng sản. À, có rất là nhiều khoáng sản trong khu vực này luôn. Rồi. Và bây giờ mình sẽ, hai con này đang yêu nhau và sẽ cho một cái kết nha. Cho một cái kết đẹp nào. Đây rồi. À, chúng ta thu hoạch lại nha các bạn. Rồi. Bây giờ thì sự kiện này để mình xem coi, hiện tại đó là mình đã có được 2.000 điểm các bạn. Ôi cha, 2.000 điểm nha, anh em nhìn rõ nha, không có sai đâu. Hiện tại thì còn 3 ngày 6 giờ nữa và mình mới nhận được thêm được 7 viên game. Và làm như là game là trong sự kiện rất là dễ kiếm à, và rồng trong sự kiện cũng vậy luôn, cho nên anh em tranh thủ nha. Có sự kiện thì cố gắng bơi nè. Rồi, di chuyển lên, và đây là em đẳng cấp VR đầu tiên. Con rồng hàng mới luôn à. Ở cái nick cũ là mình có review về em này rồi. Vì cái nick đó mình nhận trước các bạn à. Còn cái con nick này mình nhận sau. Và hiện tại đó là mình sẽ cố gắng tìm cái con đường ngắn nhất để cứu em này. Chắc có lẽ là mình sẽ đi đường trên đi ha. Rồi, mình nhìn cái đường dưới nó ngoằn ngoằn khó chịu quá, cho nên mình quyết định đi đường trên cho nó lẹ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ, hiện tại đó là còn khoảng bao nhiêu bước nữa ta. Mỗi bước đi của mình bây giờ hiện tại là tốn khoảng 200 điểm nha mọi người. Rồi, 200 400. Wow, hết chiên. Sau một hồi quậy phá kịch liệt nhiệt tình thì bây giờ anh em chúng ta hết chiên các bạn à. Rồi, ở đây thì mình đang có một cái em rất là đẹp. À, em này đẳng cấp E và đang được like trong kia nha. Bây giờ thì mình sẽ thả con này ra và mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về em đẳng cấp là cấp E này. Rồi, cho bé yêu lên luôn. Cho con này lên tầm level bao nhiêu nhỉ? À, con này chắc tầm level khoảng 20 ha. Rồi là 20 cũng là nhiều rồi đó các bạn. Tốn khá là nhiều thức ăn rồi đó. Màu mè qua lá hẹ dễ sợ luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nha, cho mình một đăng ký kênh nha các bạn. Ây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha, để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow, đừng quên like ủng hộ mình với nha mọi người. À, HNT Mobile, HNT Channel, gọi là HNT Mobile là kênh YouTube thứ hai của mình. Đó, HNT Channel là kênh YouTube thứ nhất. À, anh em đừng quên nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đổi tên cho cái bé yêu này. Rồi, bé yêu này đặt tên cho nó là cái gì đây? Ôi trời, nó thấy lửa là nó nhảy y như phim luôn. À, à, con này giống như bò sát ha. Rồng bò sát. À, bạn nào có cái tên nào hay hơn có thể comment trực tiếp vào bên dưới để mình sẽ đổi tên nha. Hiện tại thì mình cũng chưa biết cái tên nào hấp dẫn cho chú ấy. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào khu vực list để đi gạo chọc cho vui. Và lần này sẽ là em đẳng cấp E. Đâu rồi, con là bò sát level 21. Đây rồi. Bước vào khu vực đại chiến liền và ngay lập tức luôn, không để mọi người chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ bật tốc độ nhân 3 và lùi dịch cho các bạn xem. Một ucha, ba ngôi sao. Thôi ơi, để cái mặt cười comment. Cái mặt cười mọi người là thấy nóng lạnh luôn. Trời ơi, một hit của chú ấy 70 mấy ngàn đam các bạn à. Với lượng sát thương khủng khiếp như vậy thì mình cho mấy con này đã hy sinh hết. Chứ bây giờ mà mình mà không cho nó hy sinh là mình hy sinh trước nó luôn á. Rồi, để mình mà có lỡ mà mình chết mình còn trở lại được. Một hit của con này thôi 30 mấy ngàn rồi. Dứt điểm thành công. Và cuối cùng thì chúng ta đã hạ gục được một em rồi. Con này thì mọi người đều đã biết rồi đó. Nhìn nó rất là ngầu luôn, cái mặt như bà bầu vậy. Còn tuyệt chiêu lại còn hút máu nữa. Nếu như mà không hạ nó được trong một hit đó, thì chúng ta sẽ bị nó hút gọi là hết máu luôn.
Wow, và lần này chúng ta phải tốn một viên gem để có thể trở lại chiến đấu các bạn ạ. Wow, ba ngôi sao vàng lấp lánh, bởi vậy mới thấy được cái sức mạnh vô cùng ớn ăn của chú ấy. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau làm được điều gì nào? Jogger 25. Mình sẽ cho tên bạn thấy sức mạnh của mình. Wow, lượng sát thương khá là cao luôn, chỉ với một skill thôi là hạ được. Bây giờ đến với cái xấu đó thì độ khó này còn hơi cao. 52.000 sao mà đám yếu vậy? Phải cao hơn một chút xíu nữa mới ngon. Và đây là nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, rồng bò sát. Với sức sát thương vô cùng kinh khủng đến từ mũi tên thần thánh luôn. Ở đây mình sẽ tung chiêu nhất đến thành công một thành viên, và thành viên Les Laura bạn này chỉ có một ngôi sao thôi, chắc có lẽ là bé trâu dư sức để hạ rồi. Wow, victory lắm tiền. Ok, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi, và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.